Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Chốt Bi của mình. Mấy ngày hôm nay mình lobo mình dời mấy cái dàn hồ kính này đây nè. Đến ngày hôm nay mới xong, mình mới quay video lại cho anh em xem được. Hiện tại thì cá ở trên mấy cái dàn hồ kính này nó khá là ít. Do hôm bữa là mình bán hết cá để mà mình dời những cái hồ kính này đi cho nó dễ. Ít bữa nữa cá nó nhiều lên lại rồi mình sẽ quay trên cái dàn hồ kính này cho anh em xem nha. Hiện tại thì cá nó cũng đang để lai rai mình cho lên trên cái dàn hồ này lại rồi. Rồi sáng ngày hôm nay thì mình có được 4 đơn. Mình sẵn mình đóng cá mình gửi đi cho khách ấy, thì mình sẽ quay cho anh em xem cái cách mà mình đóng gói cá như thế nào luôn. Mấy cái cá mà mình đã soạn vô bao sẵn hết trơn rồi. Ở đây thì có 3 đơn cá 7 màu với lại một cái đơn cá muốn hỏa tiễn nha. Ở trại mình đang sử dụng 3 cái kích thước bao này để mà đóng cá. Thì kích thước đầu tiên đó chính là rộng 20, dài 40. Kích thước này nó nhỏ hơn chút xíu. Cái này là nó rộng 9 và nó dài 33. Thì đây là cái kích thước mà để đóng cá gửi đi nước ngoài được nè anh em. Rồi còn đây là cái loại bao mà mình để sử dụng đóng cá. Anh em nào mà đến trại mua cá thì mình sẽ sử dụng cái bao này. Cái bao này nó ngắn nên là mình phải cột bằng dây thun nha anh em. Cái này rất là đơn giản để mình bỏ vô siêu nước nha. Rồi đây là cái cách mà mình đóng bao nè. Cái bao này nó đóng kiểu này thì nó sẽ luôn căng nha anh em. Đó, mình gấp cái mấy bao nó xuống. Sau đó cái mình gấp lại mình vặn ra như thế này thì cái bao nó sẽ rất là căng. Này, đây là cái cách cột bao đối với cái bao mà bao ngắn như thế này. Rồi còn mấy cái bao dài này thì giờ mình sẽ lấy cái bọc cá lên và mình đóng cho anh em xem luôn nha. Giờ mình sẽ cắt mấy cái này xuống cho nó gọn. Rồi ok, giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để chúng ta cột cái bao dài này nha. Mình sẽ gấp cái miệng bao này nhỏ lại như thế này. Hiện tại thì mình đóng vô trong cái thùng nhỏ nên là mình phải làm cái bao nó nhỏ như thế này nha anh em. Rồi anh em chú ý là cái phần nước này nè, cái phần nước này là nó 1/3 của cái bọc. Chứ anh em đừng có đóng lên nửa bọc hoặc là anh em đóng nhiều nước hơn thì nó sẽ trong cái quá trình vận chuyển đi á, thì con cá nó sẽ không có oxy để mà nó thở nha. Mình cứ gói lại. Rồi mình rút như thế này là đã xong được một bịch cá rồi nè. Mình đã đóng xong 4 cái đơn cá này rồi. Và những cái góc bao á. Đó, những cái góc bao này là mình bịt lại bằng băng keo hết nha anh em. Để tránh cái trường hợp cá nó chui vào trong cái góc này và nó bị chết. Thì cái bao này mình cũng có cá là mình bịt hết. Đó, mình bịt hết những cái góc bao như thế này lại. Rồi sau khi mà mình sắp xếp vào trong cái thùng này xong rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái băng keo để mà mình cố định cái bịch cá lại trong cái thùng này. Để trong cái quá trình vận chuyển đi á, nó không có bị rung lắc. Sóc cá làm cho cá nó đờ nó yếu.
Sau khi mà mình dán băng keo xong rồi á, ở đây thì mình có sử dụng thêm một cái vải mình tẩm nước. Anh em không có vải thì anh em có thể sử dụng giấy khăn ướt ha, khăn ướt hoặc là những cái giấy báo bình thường á, mình tẩm nước cũng được. Đây mình tẩm với cái nước mát này, nước lạnh bình thường á, cho nó mát. Rồi bắt đầu mình sẽ trải lên trên những cái bao cá này. Này mình gửi cá trong mùa nắng nóng á, khi mà có cái này thì nó cá nó sẽ ổn hơn nha, tránh được cái rủi ro khi mà shipper người ta chở cái thùng cá của mình, người ta đi giao đến tay anh em vào trời nắng á, nó đỡ hơn. Cái này là nhà mình có người may đồ á, dư vải ra nè, mình tận dụng những cái miếng vải này để mà mình làm cá. Ở đây á, là mình đóng bằng cái thùng xốp mới anh em, nên là nó sẽ không có bị rỉ. Sau khi mà đóng xong thì mình châm vô trong này một xíu nước để cho nước nó sẽ nằm ở dưới cái phần đáy thùng á. Khi mà lỡ bỏ cái thùng cá này lên trên xe mà lỡ chống chỗ mà nó bị nóng á, thì cái nước này nó sẽ làm mát ở dưới cái đáy nha, nó sẽ không ảnh hưởng đến cá. Rồi giờ mình sẽ đóng những cái nắp thùng xốp này lên, rồi sau đó là mình lên đơn shipper đến lấy hàng thôi. Mình đã đóng xong 4 cái đơn cá này rồi nha anh em. Ở bên ngoài thì mình có sử dụng ở đây là băng keo dễ vỡ, và cái này là băng keo cá cảnh, thì nó có chữ như thế này nè: cá cảnh nhẹ tay tránh nóng. Rồi cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Anh em nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi những video sau. Hiện tại kênh mình nó sắp đạt được 14k sub rồi. Anh em subscribe mạnh tay lên. Khi mà kênh mình đạt được 14k sub ấy, thì mình sẽ tổ chức cái event để cho anh em chơi nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh em một lần nữa. Chào tạm biệt tất cả các anh em. Bye.